Rất vui được gặp lại quý vị trong phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ sẽ là phần bình luận thị trường. Xin chào anh ạ. Thưa anh, thì thị trường vẫn đang duy trì tích cực trên cái vùng 610 điểm. Vậy thì theo quan điểm của anh thì thị trường sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới ạ? Như tôi thấy trong thời gian sắp tới thì khả năng cao là thị trường vẫn sẽ là sideways quanh cái vùng này. Bởi vì cái thứ nhất là cái động lực mà để thị trường có khả năng mà tăng nữa, thì khi mà thị trường chúng ta thấy mà nếu mà thị trường tăng đó, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thứ nhất là có cái dòng nào đó dẫn dắt, chẳng hạn như ngân hàng hoặc dầu khí hoặc là các cổ phiếu như là Vinamilk này nọ. Tuy nhiên là hiện tại về cái khoảng trống của thông tin là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà cái khối ngoại họ, cái việc mà giải ngân của khối ngoại hiện tại là đang trong cái giai đoạn là họ giảm mạnh. Và cái thứ ba nữa là cái vấn đề mà thanh khoản ở thị trường. Như chúng ta thấy là những phiên gần đây là thanh khoản của thị trường nó đang ở trong cái giai đoạn mà giảm dần đều. Nếu như chúng ta trừ những cái giao dịch mà thỏa thuận ra thì đó là những cái gọi là những cái thông tin mà thiếu tích cực để mà thị trường có thể mà tăng hơn nữa trong giai đoạn sắp tới. Do đó thì tôi nghĩ rằng là thị trường nó chỉ là ở cái mức nó dao động quanh cái mức mà từ 605 cho tới 620 điểm ở cái giai đoạn hiện tại. Và với cái khi mà thị trường khi đi trong những giai đoạn sideways như vậy mà với cái thời gian mà tương đối dài rộng, thì tôi nghĩ là cũng là một cái cơ hội dành cho các nhà đầu tư họ nhắm đến những mã riêng lẻ, những cái mã mà nó không có bị ảnh hưởng phụ thuộc bởi cái chỉ số của VN-Index. Thưa anh, thì tôi nhận thấy là các cái cổ phiếu dầu khí đang có mức tăng trưởng khá là tốt. Vậy thì theo anh, cái quan điểm đầu tư hiện tại của anh đối với những mã cổ phiếu này là như thế nào? Theo tôi nhận thấy có sắp tới nếu như mà về cái việc mà việc Fed có nâng lãi suất hay không thì nếu như mà Fed mà nâng lãi suất đó cũng là một cái tin mà ảnh hưởng xấu với giá dầu trên thế giới, thì cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái trực tiếp đến cái họ dầu của chúng ta trong hiện tại. Tuy nhiên thì xét về những cái thông tin mà gần đây thì tôi thấy là cũng khá là tích cực đối với cái họ dầu khí. Cái thứ nhất là thông tin chúng ta ký cái hợp đồng với Nga để phát triển. Cái thứ hai nữa là trong đợt mà Tổng thống Mỹ ghé thăm thì cũng có triển khai một số cái hợp đồng về bên dầu khí. Tuy nhiên thì dựa trên những cái cơ sở đó thì tôi cũng khuyến nghị các nhà đầu tư nếu mà đang nắm giữ họ cổ phiếu dầu khí thì có thể là thích hợp mua khi mà có những phiên mà nó gia giảm thì chúng ta mua, và khi nó tăng thì kiểu như chúng ta mua lướt và mục tiêu thì cũng là giữ cái lượng hàng chúng ta hiện có. Thì tôi kỳ vọng rằng họ dầu khí nó vẫn sẽ còn một cái nhịp tăng nữa trong thời gian sắp tới. Thưa anh, thì vậy thì anh nhận định như thế nào đối với cái nhóm ngành cổ phiếu thép trong giai đoạn hiện tại ạ? Cổ phiếu thép thì trong cái giai đoạn trước chúng ta thấy là nó tăng khá là nóng. Tuy nhiên về cái cổ phiếu thép nó tăng không phải từ cái nội tại của các doanh nghiệp thép họ làm tốt lên, sản lượng họ gia tăng tốt, chi phí họ gia giảm. Nhưng mà thép đợt rồi chúng ta tăng thì tôi thấy là cái lý do mà lớn nhất là vấn đề là giá phôi thép và việc Trung Quốc họ kiểm soát cái việc mà giá thép, phôi thép của họ. Đó là nó trong ngắn hạn thì nó có những cái ảnh hưởng khá là tích cực đối với các ngành thép của chúng ta. Tuy nhiên về xét về góc độ dài hạn thì những cái đó nó cũng phải là đi vô một cái lộ trình của nó. Và cái giá thép hiện tại nó cũng đã phản ánh là khá là vượt quá so với cái gọi là cái cơ sở của họ đang có đây. Và như chúng ta thấy là việc khối ngoại cũng bắt đầu là bán ròng đối với các mã thép lớn, chẳng hạn ngoại phát hoa sen này nọ, thì đó cũng là một dấu hiệu để mà cảnh báo chúng ta. Thì các nhà đầu tư trong giai đoạn vừa qua đã có lời cũng khá tốt đối với họ ngành thép thì tôi nghĩ là nên chốt lời. Và nên khi chúng ta chốt lời thì chúng ta đứng ngoài hẳn cái ngành thép đó luôn và chờ, hoặc là có nó cái thông tin gì đó đối với ngành thép tích cực hơn nữa, hoặc là chờ giá thép gia giảm về một cái vùng nào đó hợp lý hơn thì chúng ta mới có kế hoạch đầu tư lại. Thưa anh, thì với cái áp lực bán ngắn hạn của các cổ phiếu blue chip thì vậy thì anh có cái lời khuyên nào đến các nhà đầu tư trong ngắn hạn ạ? Trong ngắn hạn thì như chúng ta thấy là các cổ phiếu blue chip như là Vietcombank hay là họ dầu khí thì tôi nói là cũng có
có thể là chấp nhận được, nhưng mà đối với cái họ như ngân hàng Vinamilk này nọ thì về cái thông tin tích cực thì cũng hầu như là cũng hết rồi. Do đó tôi cũng khuyến nghị các nhà đầu tư là trong giai đoạn này thì hạn chế giao dịch những cái mã đó, bởi vì như chúng ta thấy nếu chúng ta kỳ vọng vào nó sẽ tăng nữa thì cái kỳ vọng đó nó thấp hơn là cái chuyện mà chúng ta phải chi phí chúng ta phải bỏ ra. Và ở giai đoạn hiện tại tôi thấy là thị trường nó những cái mã mà thị giá nhỏ đang có những phiên mà tích lũy cũng khá là tốt, và trong cái giai đoạn mà những cái phiên mà giảm mạnh vừa qua thì nó xác lập những mã thị giá nhỏ đó họ cũng đã xác lập được cái mặt bằng đáy rồi, thì tôi nghĩ là các nhà đầu tư có thể là chích một phần cái quỹ đầu tư của mình để có thể mà trong ngắn hạn mua bán lướt những mã đó. Thì tôi cũng có kỳ vọng rằng sẽ đem lại, nếu các nhà đầu tư vào những mã nhỏ đó thì trong ngắn hạn thì có thể có được cái suất lợi nhuận khoảng từ 10 tới 15% tối thiểu đối với những mã đó. Chẳng hạn như là chúng ta thấy HAR, HHS, FLC, đó là những mã mà tôi thấy là các nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại đang tạo cái nền đáy cũng khá là tốt. Thưa anh, thì vậy thì anh có cái dự đoán nào cho phiên giao dịch ngày mai ạ? Theo tôi thấy thì ở cái việc mà lực bán bất ngờ cũng cuối phiên á, thì cái nó cũng sẽ là một cái áp lực đối với thị trường trong phiên ngày mai. Bởi vì như chúng ta thấy là chẳng hạn như là Hoa Sen trong phiên thì họ giao dịch với cái việc mà tăng hơn 1.000 đồng một cổ phiếu, tuy nhiên là cuối phiên là bất ngờ là giá là đã chuyển qua đỏ luôn. Và một số mã chính như là Vinamilk này là áp lực bán ra cũng khá là lớn. Đồng thời như ta sẽ thấy là các cái họ dầu khí BVD này nọ thì là mặc dù là hôm nay tăng giá nhưng mà khối lượng là nước ngoài cũng là phiên bán ròng của nước ngoài trong phiên ngày 25 tháng 5. Do đó thì tôi nghĩ là phiên ngày 26 tháng 5 cũng là một cái phiên mà khó khăn cho thị trường. Và tôi nghĩ thì thị trường nó sẽ đóng cửa ở cái mức đỏ nhẹ tương đối. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, những nhận định vừa rồi của anh Ngô Viết Quốc Anh, chuyên viên đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng, cũng đã khép lại phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Rất cảm ơn công ty chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.